Vâng nha em, chào các bác. Đấy, đây em có cái đôi loa toàn giải này. Đấy, bán thanh lý xả nhẹ cho các bác nhé. Đấy, đôi này thì nó về nó cắt cái dây rồi. Đấy, nên em cũng không đấu để em thử được. Đấy, thì em với cái vỏ đằng sau nó cũng hơi kém này. Đấy, thì em bán luôn cho các bác về, bán thanh lý luôn các bác về lấy lấy cái loa không đấy nhá. Đấy, cái này thì em cũng không thử được dây đâu nên em cũng không biết là sống chết như nào. Đấy, thì em bán mù luôn nhá. Đấy. Những con này bình thường ra hàng mà chạy sống thì những con loa toàn giải hàng chạy sống này khoảng tầm 500-600 đấy. Thôi con này đem bán 200 thôi nhá, 200 thôi. Bác nào mua cái con loa toàn giải liên hệ cho bên em nhé. Này. Con này thì đây. Đấy. Trên này là cái tép giả nhá, dưới này nó là cái phần loa toàn giải của nó này. Đấy. Loa màng titanium dân dâu màu đen nhá. Đấy. Đấy. Như hình nhá. Đấy, được chưa? Đấy nhá. Đấy. Đấy thì con này là em bán 200, bác nào mua này thì bên em nhá. Và những con này em bán thanh lý rồi là em cũng chỉ biết là nó như này, em không thử được, em không biết sống chết như nào đâu nhá. Đấy, cứ về các bác tự thử nhá. Đấy, 200.000 thôi. Đấy. Nhưng mà chắc là thường thì cái bọn loa này nó sống rồi chứ ít khi nó bị làm sao đó nhá. 200 nhá. Đấy. Bác nào mua thì là chuyển khoản luôn cho em nhá, vì nó cái này nó ít tiền quá, nhiều khi mà em chạy sang bên kia lấy tiền này, nhà em hay quên mấy cái khoản ăn vặt này. Các bác vui lòng chuyển khoản luôn giúp. Vâng, xin chào các bác. Vâng.